À, nếu mà đi tay ga thì áo của mình đã không ướt tại vì mưa đó các bạn hơi mưa xong bây giờ hơi nắng luôn khô đây luôn rồi các bạn ha ướt nhẹt hết trơn luôn nè mưa lớn luôn á nếu đi tay ga là đã không bị ướt rồi nhưng mà đi Côn tay đã chơi là phải chịu đúng không các bạn thực sự thì đã chạy một chiếc Côn tay là phải chấp nhận những cái điều đó đúng không các bạn xin chào các bạn hôm nay mình sẽ trở lại với một video nữa à, ừ. Giải đáp thắc mắc cho các bạn nha 10 cái nữa nha các bạn Nói chung thì thắc mắc cũng rất là đơn giản thôi à, chủ yếu là mình tìm cơ hội để trò chuyện với các bạn Và những bạn nào Vô tình lướt qua kênh mình Và nhìn thấy những cái giải đáp vô tình Vô tình là cũng trùng hợp với các bạn à, Giống như một bạn đã comment vào rất là dài à, Và những comment đó là động lực Để cho mình có những video như thế này ừ. Ok ha Vô tình lướt qua Và lại vô tình thấy được những cái giải đáp thắc mắc và lại vô tình là trùng hợp mình đang thắc mắc như thế và đã trở thành fan của mình <laughs> rất là vui các bạn <laughs> rồi tiếp tục là những thắc mắc ha bạn uh, thanh sơn bọn này uh, thắc mắc lâu rồi nè hôm nay mình mới trả lời đó anh ơi cho em hỏi là winner của bạn uh, là winner x đi được 11.000 cây số rồi bây giờ buông tay ra nó lắc thật sự là xe mình tới giờ vẫn chưa lắc mà cái thời điểm mà xe mình chán cổ nó bị lúng Mình buông ra cũng không lắc luôn Mình sẽ nói sau đi ha Tiếp tục nè à, xt 155 bị ngã xe và hư các nước Sau khi đến hãng thai rồi Bây giờ máy bị quá nhiệt Những trường hợp này là ok đó Tắc bắt này không nhỏ đâu ha à, Tiếp tục nè Chú cho con hỏi Con mới tập chạy xe côn vào số 1 để bắt đầu chạy Con không thả hết tay côn Mà lại không lên ga luôn Tức là cắt côn hơn nửa thôi xe này hôm gài mình đi với nó nói chung là các bạn thấy nó vậy thôi chứ nó dơ lắm luôn á đang cực kỳ dơ sơn nhông dĩa cũng dơ luôn mà chưa thay nhớt nữa các bạn đây động cơ SOHC VVA của EX có tốt hơn DOHC của Winner không anh mấy câu này thực ra là rất nhạy cảm rồi bạn hỏi nữa à có bạn khác hỏi thế này giữa Rider sai chia rồi uh, Exeter và Winner chiếc nào bền hơn rồi ok anh cho em hỏi Winner X bóp hết côn rồi mà sang số nó cứng rồi nó kêu cọc cọc Những trường hợp này toàn là những bạn lần đầu mới biết chạy côn tay không hà à, Xe con đi được hơn 500 số con tập leo lề leo dốc Có ảnh hưởng nhiều không ạ? À? Không nên nha, ảnh hưởng đó à, Tại sao tiệm sửa xe không kinh doanh nhất 10 của kép 30 với anh? Trời ơi, những câu hỏi này nói chung là Các bạn thấy mắc cười không? Tại sao tiệm sửa xe không kinh doanh nhất 30? Vì nó mắc hơn nhất 40 anh cho em hỏi Win ơi, tại sao đạp số 1 nhả côn từ từ có hiện tượng giật giật nhẹ ạ? À? Rồi. Chào anh Khải, anh cho em hỏi 155, chạy số 4 thòng gan nghe tiếng hú rất khó chịu. Tất cả các số khác thì không có sao, lên hãng hãng nói không trị được. Chú Khải cho con hỏi 155, mình đọc 155 luôn đi cho nó gọn ha, chứ SCT 155 nó dài quá. Zin mà bật đèn pha. Cái câu hỏi này là video hôm trước mình có đặt lên rồi mà mình lại quên trả lời các bạn. Ha, quên trả lời, tức là Exeter này nè Mình mở pha là tắt có À thì bạn muốn câu cho nó cháy luôn có thì có mất bảo hành hay không Rồi mình sẽ trả lời luôn câu hỏi này nè để thôi mình lại quên à, Sorry bạn nha nếu hôm trước bạn có nghe mà lại không được trả lời à, Đầu tiên xin chúc các bạn thật là vui vẻ nè là xem kênh mình vui vẻ nha Thư giãn tinh thần mình cho nó thoải mái cho nó xả stress Hy vọng video của mình ngoài cái giải đáp rồi Sẽ giúp các bạn xả stress nhẹ nhàng ha đây bạn bạn chắc nguyễn quá chú khải cho con hỏi xst một trăm năm mới mà bật đèn pha thì có tắt nếu con làm lại đèn khi bật pha có vẫn sáng thì đem ra hãng hãng có còn bảo hành cho mình không ạ à? con nghe đâu đụng độ chế lại thì hãng không bảo hành cho mình ạ à. cảm ơn chú bạn dưới trả lời nè. romeo nè bình thường có chỗ hãng họ còn gợi ý gắn ấy chứ đúng rồi à, thực ra là chiếc ab các bạn nhớ chiếc ab của mình không cái trong cái câu chuyện mà độ chế nguy hiểm đó thì uh, xe đổ sẵn hết rồi mà mình còn về zin đó. người ta đổ sẵn rồi tốn cái triệu đó một triệu mà biển uh, giảm cho 50 chứ còn 500 ngàn thôi hình như là một triệu hơn triệu vậy đó mà còn 500 ngàn thôi Bạn thấy nghe ghê không mình về zin luôn rồi độ luôn cái vấn đề là chống hao bình nữa trời ơi, sao bây giờ nó nhiều thứ thế không biết bày vẽ quá nhiều rồi quay trở lại với các bạn thì thực ra là lên hãng hãng cũng sẽ có uh, ý tưởng là câu luôn ok hãng vẫn làm giống như chiếc ab vậy cái chiếc ab mà độ chế nguy hiểm đó, cũng là làm trên hãng luôn đó các bạn tức là khi mua xe là nhân viên sẽ tư vấn luôn cái này là thu nhập thêm thôi thực ra là cái công tắc này nè độ tắt đèn ở trên đây luôn thì mình thấy rất nhiều bạn đã xài rồi và chẳng sao cả tại vì mình mình không thích cho nên mình, mình về zin thôi cái vấn đề ở đây là cái chỗ mà chống tắt bình đó, nó làm cho xe mình tắt máy ngang mình sợ đó cho nên sẵn rồi mình về zin luôn ha còn công tắc này nè mình thấy nhiều bạn câu rồi tắt đèn đó rồi ab mà có có cái bắt sinh luôn đó các bạn gắn với cái công tắc có bắt sinh luôn để tắt đèn nhấn giữ bát sinh là nó tắt đèn nhấn giữ là nó cháy đèn thì với xe của bạn độ được thực ra là cũng an toàn đó không sao nhưng mà bạn sợ là sợ mất cái bảo hành à cái vấn đề này nè đã có rất nhiều bạn hỏi sáng hôm nay mình nói luôn nè chú ơi sao mà uh, winner của con chạy bị uh, ví dụ như nó bị cái gì từ đó mình nói nè bị hư chén cổ đi lên bảo hành thì khi thai có tốn tiền không tốn tại vì nó không nằm trong cái diện bảo hành theo kiểu là ba là, là năm hay ba mươi ngàn cây số đâu có những món ví dụ như là bây giờ nó giỏ nè các bạn chạy nó mòn trước khi tới ba năm ba mươi ngàn cây số là đã nó mòn banh rồi không lấy về lên hãng phải thai cho mình miễn phí cái đó là gọi là hao mòn tự nhiên thì người ta sẽ không có bảo hành cho mình giống như đĩa nè các bạn chạy các bạn thắng nhiều quá nó hao mòn nó hết cái bố thì không thể nào mang lên hãng hãng thay cho mình cái bố mới kiểu vậy rồi xe chén cổ nè bạn đi xuống ổ gà liên tục rồi chở nặng hư chén cổ thì không thể lên hãng bắt hãng bảo hành được nhưng mà những cái mà ví dụ như là trong động cơ nè mà nó phát sinh lỗi thì người ta mới bảo hành cho mình ví dụ như bướm ga nè hỏng ga nè rồi xúc bắp bị cong hay bị kêu hay bị gì nó tự nhiên nó bị thì mới bảo hành còn như đèn này hên xui Ví dụ như bây giờ các bạn đang sử dụng chiếc uh, Exeter này Sau khi độ công tắc rồi Mà xui xui mua cái chiếc xe tự nhiên nó lỗi cái bộ đèn đi Đang xài tự nhiên cái nó tắt thôi thui Nó chết mấy chip LED ở trong đó Lên hãng Thì hãng vẫn báo hành cho mình Nhưng mà nếu các bạn làm cái vụ công tắc mà Đấu nó có nói với pha mà đem ra ngoài độ á Người ta sẽ binh vào cái đó người ta không báo hành cho mình được đó Được quyền Đó là cái lý do Chính đáng Nói rằng các bạn đã độ chế bên ngoài thì người ta sẽ không bảo hành nhưng cái này là nhân viên hãng đã làm cho các bạn rồi thì khi lên hãng ngay chỗ đó luôn mình bảo hành ví dụ bị tắt á thì nhân viên sẽ ém nhẹn cái chuyện mà độ chế đó đi tại vì thực ra bảo hành này là do nhân viên chính nhân viên ở đó mà nói chung là cái luật trưởng đó sẽ báo cáo lên trên Yamaha hoặc là Honda tình trạng xe để mình có được bảo hành hay không ví dụ như Winner này đợt rồi là mình bị cái cảm biến TB thực ra là mình đã hút rồi hút mấy ngày đó các bạn nhưng vẫn được báo cáo và được báo hành cái đó là do nhân viên một phần nữa cho nên nó là một cái chuyện rất là nhạy cảm có thể được và cũng có thể không nhưng mà bạn cứ làm đi không sao đâu không xui vậy đâu ở đây là mình nói thêm thôi ha nói thêm thôi đó trong trong quá trình sử dụng này, đường dây nó bị phát sinh chuyện gì đó nó cháy thậm chí là cháy nổ xe luôn đi cháy xe điều tra ra à anh có độ cái à, đèn cót pha này người ta đã làm ra là bật pha lại tắt cót mà anh chế cháy luôn bây giờ nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái kỹ thuật của xe tôi không tôi không thường được người ta sẽ có cái cớ để người ta nói nhưng mà cái này bạn làm chính trên hãng luôn thì hãng sẽ không vì lý do đó để mà viết vô cái báo cáo mà gửi lên cho Yamaha để bồi được để mà mà à, hại các bạn đâu chính tay các bạn ấy đã câu cho mình mà thì tất nhiên người ta sẽ bỏ qua vấn đề đó à không xe vẫn dinh ha, rồi trong thời gian bảo hành nó bị như vậy đó. Đề nghị là Yamaha nên bảo hành là ok. Đó, tới đây các bạn hiểu chưa? Hy vọng mình nói nhẹ nhàng vậy thôi là các bạn hiểu ha. Rồi ok, tiếp tục nha. À, bạn Kiệt Võ, chào anh Khải, anh cho em hỏi ha, Exeter 155 chạy số 4 thòng ga nghe tiếng hú rất là khó chịu. Máy số khác không bị, hãng bảo không khắc phục được. Xe mới đi 3.500 km Mong anh ghép, ạ à, em cảm ơn à, Cách đây cũng khá lâu rồi Có một bạn vào comment thế này Xe này Nó không dễ hư đâu Các bạn ơi đừng chạy đi, đừng có lắng tay nghe động cơ Lắng tai nghe tiếng máy Rồi cứ lo, tủ điều Bạn nói đúng á Tức là các bạn mới lần đầu sở hữu con tay Và nghe nhiều về vấn đề Lỗi tăng cam, rồi lỗi xe máy dên Mà các bạn cứ tối ngày lắng nghe Cái động cơ hỗn rồi mình vẫn tiếp tục nghe tiếng máy giùm các bạn các bạn gửi video cho mình qua facebook đó. chú ơi sao xe con là nó ờ, như thế này à, chú ơi sao mà xe của con bị thế này thực ra là mình biết các bạn không phát hiện gì đâu nhưng mà muốn cho mình kiểm chứng kiểm tra để an tâm thôi bạn nói vậy nè chú ơi sao xe con có tiếng động cơ lạ chú nghe giùm con mình biết thực ra là không có tiếng gì lạ hết đó, nhưng mà các bạn không tin tưởng vào cái xe của mình đang chạy mà muốn qua mình kiểm chứng trong khi mình cũng chẳng phải là thợ Nhưng mình vẫn có thể nghe được tiếng máy Và vẫn có thể là kiểm tra được cho các bạn Là do đâu Do mình có kinh nghiệm đi xe nhiều rồi Nó kêu gì thì kệ nó Trừ khi là nó rô 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 rác Đang chạy xì 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 Thì cái đó mới là phải là đáng quan tâm Đôi khi bất chợt mình nghe một cái tiếng hú hay gì đó Là rất bình thường Một cái động cơ lớn như thế này Nó có rất là nhiều những cái nhông Thì tạo ra tiếng hú là nó rất bình thường tăng cam nữa nè rất nhiều bạn lo sợ vấn đề tăng cam cho đến bây giờ vẫn lo sợ nha hễ tăng cam là sợ lắm là phải đi làm liền cặp mình là mình cứ chạy bình thường chẳng có vấn đề gì cả khi nào mà nó quá trời quá đất nó thì hãy làm tại vì mình phải hiểu được cái động cơ phải hiểu được cái cấu tạo của động cơ thì mình mới an tâm được còn các bạn không hiểu biết gì á sợ lắm rất là sợ có những hợ điện nha các bạn tin không các bạn nghe tới nói tới điện á điện này nè là các bạn sợ lắm đụng vô là nó giật đúng không nhưng mà những thời điện mà người ta biết người ta lành nghề á người ta đấu dây điện mà đấu dây sống luôn <laughs> đấu sống luôn đó các bạn tức là không cần tắt máy luôn à, xin lỗi các bạn không cần tắt cầu dao luôn đấu sống đó các bạn tin không vì người ta hiểu được cái nguyên lý của nó còn những tai nạn rủi ro mình không kể vô nha nhưng mà có những cái ghê gớm lắm thì vì đâu vì người ta hiểu được cái động cơ của người ta hiểu được cái chức năng cái uh, nguyên lý hoạt động của cái điện này thì xe này cũng vậy thôi. Nếu các bạn đi thường xuyên và đi qua nhiều dòng xe, à, mình thực ra mình hiểu là các bạn là đó giờ ít đi xe lắm, giữ lắm được một chiếc, hai chiếc thôi và chiếc xe này là chiếc đầu tiên của các bạn. Cho nên là mình lo là chuyện đúng rồi. Cho nên là cái số 4 của chiếc xe tơ này nó hú là hoàn toàn bình thường. Bạn cứ chạy đi, đặc biệt là khi số 4 á. Cái số 4 là cái số mà nó đã nhất cho chiếc xe tơ 5, 5 á đề ba cũng sướng mà thòng ra một loại một cái he là nó hú đó là tiếng gầm gú của cái động cơ mình lại thấy phê với cái tiếng đó mà sẽ có rất nhiều bạn sợ thế này sợ thế nọ mà những video mình nói mình quay khi mình chạy vừa chạy vừa nói chuyện á là mình có nói chia sẻ rất là nhiều vấn đề này Mà khi yên tâm đi số 4 nó hú kệ nó cứ chạy một thời gian winner cũng vậy nè thật có một thời gian là số 4, số 5 mình nhớ là số 5 của mình nó hú á xe khi đó ô đô khoảng chín mười ngàn cây số nha là nó hú mà bây giờ hết rồi mà thậm chí bây giờ nó có hay không mình cũng không quan tâm luôn miệng nó bốc nó ngọt ngào vẫn tiết kiệm nhiên liệu là ok cho nên là bạn cứ yên tâm đi lên hãng hãng nói chị không được là phải rồi tại vì hãng cũng bó tao với bạn có những cái thắc mắc là các bạn chỉ có mình mới chịu khó ngồi là giả đáp thôi có những thắc mắc rất là vu vơ luôn thật sự thế và mình cực kỳ thông cảm với các bạn tại vì bạn là những người tân binh chơi xe ha còn mình có kinh nghiệm hơn là vì đã trải qua quá nhiều xe rồi Tính ra những chiếc xe qua tay mình không biết bao nhiêu chiếc nữa Bạn cứ yên tâm nha ha, Số 4 thòng ra nghe tiếng hú Trời ơi tiếng hú của nó đã lắm Đặc biệt là nghe full face á, đeo full face á Chạy số 4 của bạn kéo lên nghe rồi xuống ra lại nó thòng ra rất là sướng Rồi tiếp tục nha Bạn Minh Wu, Minh Hu gì đó Anh ơi cho em hỏi <laughs> Cho em hỏi X tại sao đạp số 1 nhả côn từ từ Lại có hiện tượng giật giật nhẹ ạ? À? Bố nồi Đầu tiên nhất mình nghĩ tới là cái bố nồi nha Cái bố nồi có thể là nó đã Nó muốn bị trượt trượt rồi đó Lên ga mạnh chạy bình thường nha Nhưng mà khi các bạn vô số 1 mà buông côn từ từ ra nè Bắt chuẩn bị chạy đó Là nó hơi rung nhẹ Bố nồi đó Khả năng cao là bố nồi Thì uh... Có nhiều bạn, bạn Romeo cũng vô trả lời nè Do bạn chưa quen côn số nên nó thế Mình số 1 im ru Vừa thả côn vừa đệm thêm tí ga là mượt bạn nhé Có hai nguyên nhân Một là do chưa quen Hai là do cao su tạ dên bị hư Thì à, thực ra là chắc không phải cao su tạ dên đâu Mà mình nghĩ là có bố nồi Sau này các bạn hỏi các bạn nên nói rõ hơn là xe các bạn ô đô bao nhiêu, chạy được bao lâu rồi, để mình biết được là xe các bạn đang ở trong tình trạng mới hay là cũ bạn là tân binh xài xe hay là bạn đã xài xe lâu rồi giờ bạn hỏi gắn gọn như vậy thực ra mình không thể nào mà đoán được là xe bạn bị cái gì luôn á ví dụ như xe bạn đã mới mua thì không thể nào bị nồi được đâu mới mua chạy vài trăm cây số là không có nồi đâu thì mình sẽ nghĩ đến vấn đề khác mà thường mình thấy rõ ràng mà buông côn ra mà nó buông, buông bực là bố nồi đó Rồi ok ha Bố nồi Khả năng cao luôn Rồi sau khi nếu mà bạn xem video này Mà có thêm thắc mắc á Bạn cứ vào tiếp tục thắc mắc ha Cái chiếc xe bình của bạn nè Bạn Minh Hu nè Rồi à, Minh Minh Anh Trương Minh An Trương Tại sao tiệm sửa xe không kinh doanh nhất 10 cái 30 vậy anh Trời ơi Bạn hỏi mình mình hỏi ai bây giờ Nhất 30 nó mắc hơn nhất 40 mình hiểu cái câu này có thể là bạn thắc mắc là tại sao mà anh Khải hay khuyên xài nhất 30 mà tiệm sửa xe người ta là những một cái tiệm sửa xe rất rành về xe mà ta là không kinh doanh nhất 30 tức là khuyên người dùng xài 40 mươi thực ra là nhất 30 nó mắc hơn nhất 40 nha mà tiệm sửa xe người ta muốn an toàn bây giờ Winner nè nào giờ đi 40 lại tiệm ta thay 30 vô tiếng máy nó xào biết đâu có bạn lại đổ thừa ông làm xe tôi bây giờ tiếng máy nó xào quá cho nên là người ta đề phòng bốn 40 nó rẻ thay vô nó êm máy hơn thậm chí có những tiệm xe cũ thay nhất 50 rồi nhất đạt luôn đó các bạn để cho tiếng máy nó êm dễ bán thì mấy anh thợ xe, xe cũng vậy thôi thực sự là với phần đó, thường là trên thị trường này người ta vẫn rao bán 10 quỹ kép 40 nhiều hơn tại vì thứ nhất là người dùng ưa chuộng 40 hơn đặc biệt winner này vẫn thích xài 40 ôi 30 nó xào quá nơi xào quá nó kiểu vậy á hôm mới hồi nãy mình mới hồi trưa này mình trả lời một comment của một bạn vô vô câu cái video mình nói là nhớt Honda mà xài tới 3.200 cây số mới thay á thì bạn này đã phán một câu lần rằng là có khùng mới xài tới như vậy nghĩ như sao mà chục cam đôi cam gói thẳng ở trên cái đầu máy như vậy mà xài tới 3.200 cây số mới thay nhớt khùng rồi nhờ khùng vậy đó mà xe mình bây giờ là ba bảy ngàn cây số rồi vẫn chưa sao hết vẫn chưa kêu tăng cam khi nào mình thay nhớt mình sẽ có video cho các bạn nghe tiếng máy lúc chưa thay nhớt rồi thay vào nghe tiếp tục và trong thời gian đó mình sẽ làm lại cái video thay nhớt nè và thậm chí là chỉ hướng dẫn các bạn cách thăm nhớt mình có video rồi hết trơn nè nhưng mà thôi kệ là sẵn là mình sẽ làm lại như vậy để các bạn xem lần nữa ha thăm nhớt mình chịu khó làm kỹ hơn rồi Dạ chú ơi, bạn NT qua và biết tắt, ntq NT mươi 78. Xe con mới đi được hơn 500 cây số. Đó, đúng là phải nói như thế mình mới biết được là xe bạn như thế nào. À, con tập leo lề leo dốc thì có ảnh hưởng nhiều tới bố nồi không ạ? À? Không nên. Một chiếc xe mới mua về á là nhà sản xuất cũng có nói luôn. Hạn chế tải nặng nè. Không nên tải nặng rồi leo dốc còn cái chuyện mà phải chạy nhẹ nhàng mà không nói rồi, bắt buộc phải nhẹ nhàng rồi. Không nên gắt thóc ga, dồn số, thắng gấp luôn, thậm chí thắng gấp ta cũng không cho luôn nữa. Thì leo dốc leo lề là không nên. Sau khi mà rode xong đi thì bạn muốn tập leo dốc leo lề thì cũng được. Bạn nhớ nha, mới 500 cây số thôi, còn tập leo lề leo dốc thì có ảnh hưởng nhiều tới bố nội không ạ? À? Sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Xe rô xong xuôi rồi Vẫn ảnh hưởng tới tới bố nội chứ không không có Mà đang trong rô thì ảnh hưởng luôn cục máy Vậy ha Bạn Yến anh NB2K4 à, Anh ơi cho em hỏi Sao chiếc Winner X V3 Bóp hết côn rồi mà sang số nó cứng Rồi nó kêu cọc 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 Ra tiếng lớn á anh Đây thì sau này các bạn hỏi Thì nên cho luôn là ừ Đầu tiên vô là anh ơi xe em Winner V3 Hay là Exeter năm gì đó Ô hôm nay như thế này Tình trạng bảo dưỡng xe của em như thế nào Nhớt nhau ra sao để mình nắm được cái câu hỏi của các bạn là nó liên quan đến cái xe biết được tình hình xe của các bạn thì mình mới 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 trả lời được mình nhiều khi các bạn hỏi ngang như thế thì thật ra mình cũng không biết được đâu mò thì côn này nè còn bạn không nói luôn là trong tình trạng dừng là tại chỗ hay là đang chạy đó xe này mà các bạn dừng tại chỗ Các bạn cắt hết côn cỡ nào cũng không thể nào đạp qua được rồi côn này các bạn chỉnh có hết không nè có cắt hết không nè cắt hết côn thực ra nó vẫn chưa cắt À, hồi đó mình đi quay xe xe cũ đó Côn nè mình mình gờ vô mình biết liền rồi các bạn gờ vô mà nó lỏng lét đó nha nó lỏng nhiều luôn á là cắt không hết rồi đó mà cắt không hết rồi vô được số 1 rồi trả về không được luôn không cách nào trả được nhóm ga rồi cắt côn nhóm côn lường tới lường lui gì nè nó cũng không về buôn no được luôn rider exeter winner luôn cả ba xe ha mình bảo giá xe cũ đó các bạn rồi bạn phải kiểm tra xem là cô mình cắt hết chưa cho dù cắt hết và đậu tại chỗ chưa chắc là nó qua được nhầm khi nó ngay cái khớp đó nó qua không được thì nó vẫn sượng đặc biệt là xe mới hay xe cũ nè xe bạn là xe mới hay xe cũ winner này mà mới là nó sượng số dữ lắm sau khi rô đai thay nhớt rồi nó mới hết ha nó cứng rồi nó kêu cọc cọc đúng rồi nó không qua đó bạn bạn thua thua trân À, cho em hỏi động cơ SOHC VVA của as có tốt hơn DOHC của Winner không? Cũng như câu hỏi là Raider Sa Chi Sonic rồi Winner Xester xe nào bền hơn? Có rất nhiều video mình đã đề cập vấn đề này rồi. Bền hay không là do người sử dụng. Chứ không thể nào mà do cái xe được. Xe nào cũng bền, ăn thua là mình biết sử dụng hay không thôi. Bây giờ Winner này các bạn thấy những video mình cho các bạn xem đó, có những bạn bây giờ đã đi hơn 100.000 cây số rồi bạn ơi bạn có vào xem không nè xe bạn bây giờ ô đô bao nhiêu rồi hơn 100 ngàn cây số bạn vẫn thường xuyên cập nhật tình trạng xe cho mình mà hôm rồi mình quên rồi à, bạn nếu có vào xem video thì cho mình thấy luôn cái comment của bạn nha ô đô bây giờ là bao nhiêu rồi chắc chắn rồi bạn đi nhiều thì vẫn ok bình thường thôi chẳng sao cả xe nào cũng được cũng bền hết Exeter này nó cũng sẽ bền thôi chạy cái trăm ngàn cây số nếu mình biết bảo dưỡng nó thì chừng nào mà nó mới hư lâu hư lắm các bạn à, tung xin chào tùng xin chào quá chú cho con hỏi con mới tập chạy xe côn lúc vào số 1 để bắt đầu chạy con không thả hết tay côn mà cũng không vô ga tức là bạn chạy theo kiểu là buông côn cho nó nó lết đi đó nhưng mà bạn nên buông hết côn đi tại sao lại cắt phân nữa chi cả có khi là nó bị gà côn đó không vô ga thì không biết có bị cháy côn không ạ à. Con cũng dùng cách đó để chạy đường kẹt xe Thì kẹt xe mình có video rồi Thì cứ buông hết côn đi Mắc cái gì mà phải bốt phân nữa Đã không lên ra rồi mà còn bốt phân nữa nữa thì xe nó sẽ yếu lắm Và bốt phân nữa là chắc chắn Nếu mà xui rủi ngay cái khớp mà nó bị rà côn Tức là cái cái bộ ly hợp nó đang đang hơi gì nè Nó cứ gì nè Mà nó cứ quay tích thò lò trong đó là nó chà nó ra bả đó Một là cắt Hai là buông hết Đừng cắt phân nữa Trừ phi những trường hợp ngặt nghèo như đang leo dốc mà bị chết máy như mình nói thì hết cách rồi phải rà cô mốm ra mạnh buông ừ. cho nó phóng lên đó. ha thì phải phải chịu thua thôi còn nên đang đang chạy như vậy thì không nên cắt phân nữa ha mặc dù là chỉ ở mức độ ranty thì không đến nổi nhưng nó vẫn sẽ hại bố rồi vẫn hại đó bạn Zia uh, Vinh gấp thắc mắc em có chiếc Exeter 155 có bị ngã xe và bị hư các nước này em mang qua hãng để thay két và có đổ thêm nước vào lại nhưng hiện tại nhận xe về đi thì xe rất nóng đi đường báo quá nhiệt rất nhiều lần em cũng có mang lại hãng kiểm tra thêm lần nữa nhưng vẫn chưa xử lý được anh cho em lời khuyên trời ơi, mình có đặt câu hỏi nè xe bạn bây giờ sao rồi tại vì bạn hỏi lâu rồi có những câu hỏi lâu rồi mình trả lời không kịp đúng rồi phải trả lời sớm cho bạn luôn á coi chừng là nó còn gió á chưa xả hết bọt khí ở mình lưu ý nè thay nước mắt tại nhà cho winner dễ hơn là exeter nhiều nhiều đó các bạn winner này hầu như là mình không cần xả gió luôn Exeter mình xả gió rất lâu. Nếu các bạn đã xem qua hai video clip mình làm cho cả hai xe này về cách thay nước mắt tại nhà. Exeter 155 các bạn phải xả gió rất nhiều lần và lâu lắm thì mới chăm xong cái nước và cho nó đầy rồi sau đó mình đi Vũng Tàu đó Trước khi đi Vũng Tàu mình mình còn lo là nó không ấy đó nha Mình phải chạy thử nhiều lần Đi Bạc Liêu này một chuyến nè Rồi bị giao thông thổi phạt đó các bạn nhớ không Rồi sau đó buổi tối mình đi với con gái mình đi một vòng thành phố Sóc Trăng Đi là hình như là hai mươi mấy cây số Chạy tèn 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 thử luôn Để coi nó có quá nhiệt hay không Rồi ok rồi mình mới sách đi Vũng Tàu đó các bạn Trong khi xe này mình không cần kiểm tra luôn Tại sao mình đặt cho Winner là Thân thiện Là nói ở chỗ đó đó nó ở chỗ đó, đó thì chắc chắn xe bạn là còn bọt khí đó bạn về nhà tự làm luôn đi xả khí Bạn xem lại cái video clip mà mình hướng dẫn các bạn thay nước mát tại nhà cho chiếc exciter này xả đi thấy nó đầy vậy thôi chứ chưa chắc đâu à xả khí ra là nó thụt nước xuống nhiều luôn đó hụt nước luôn á nước đổ lên tới đang tới miệng phải không xả khí một cái nó giật xuống một khúc cho nên là về nhà tự xả khí ở nhà đi bạn theo dõi clip đó của mình ở trong danh sách của SCT 155 á mình dám chắc luôn nước mát nào đang bị thiếu hoặc là nó chưa xả hết khí trong đó còn bọt khí đó các bạn chỉ có vậy thôi hà ngoài ra không vấn đề gì hết với bạn kiểm tra luôn nha trong quá trình mà nó nóng á quạt có quay không nhiều khi quạt không quay nữa nha trời ơi nhiều khi mấy ông hãng này lên đó rồi cái cái dắt của cái cái quạt rút ra không gắn lại cho người ta có không chừng bạn kiểm tra các quạt đó, nó có quay không nếu quạt quay mà vẫn quá nhiệt là nó đó, xả gió nó đi Chắc luôn Đây bạn Thanh Sơn à, Anh ơi cho em hỏi xe em Winner X đi được 11.000 km Mà chạy cỡ tầm 60-70 thì buông tay ra đầu lắc Lắm có sao không anh Mong anh giải đáp Hình như bạn như mình nhớ bạn này cũng có một chiếc R15V3 Bạn Thanh Sơn nè Đúng không bạn Nếu bạn có sao vào xem video ha R15V3 thì thực ra là có thể là chén cổ nè cái thời gian mình đi winner này mà chén cổ nó bị uh, lúng đó các bạn bị nhẹ thôi nó chỉ bị gợn thôi thì thực ra là không hề bị lắc thì xe mà lắc đầu này có nhiều nguyên nhân lắm vỏ mà nó bị mòn một bên nè bạn ôm cua có những bạn thói quen nha là ôm cua ôm của ông chiều à ví dụ như cái đường nó dày phải không đang đi muốn quẹo lại thay vì từ đây nè quẹo qua nhưng vì quen cái bẹo ở đây rồi vẫn dòng qua đây quẹo lại chứ không bao giờ quẹo đây qua thì khi các bạn cứ quẹo một chỗ như vậy hoài nè một hướng như vậy hoài thì cái bánh xe bên này nó sẽ mòn nhiều hơn bên này nó sẽ mòn nhiều hơn mà lâu ngày như thế thì cái vỏ mình nó sẽ bị mòn một bên mà bên không mòn thì nó cũng dễ lắc đầu đó. chạy bệnh dính tay thì không sao nha mà buông ra nó lắc cả bánh trước và bánh sau mà khi mà các bạn ôm cua như vậy thì bánh trước là bị nhiều nhất rồi rồi bạn kịp kiểm trong quá trình đó là bạn có từng bị xì không có có ai giá xe cho bạn không giá xe mà vô vỏ có ngay hay không rồi hát kiểm tra tới cái chén cổ chén cổ thì mình đã có video clip mình hướng dẫn các bạn kiểm tra rồi đó ha cứ kiểm tra xem là chén cổ nè vỏ nè vỏ sao nè vỏ sao mà nó quan thì cũng lắc đầu vậy nó mất cân nó không còn cân cái xe mình nữa là nó bị lắc đầu liền chỉ vậy thôi Trước khi là nghĩ đến cái dàn cổ thì mình nên nghĩ trước với cái vỏ xe ha, thậm chí là bạc đạn đùm nè nó có bị bể hay không? Nhiều nguyên nhân. Rồi, hết rồi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10. Rồi. 10 ha. Còn về xe tay ga nữa mình vẫn chưa làm. Với um... Xe, xe số ok à, chúc các bạn một lần nữa ha à, buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình bây giờ mình sẽ kết thúc video đây ha thắc mắc gì các bạn cứ tiếp tục à, gửi vào để mình có cơ hội ngồi đây à, trò chuyện với các bạn xin chào các bạn nha